không cần anh nói là phải có tài sản gì đâu, nếu anh có nó có thì thôi, để là cho con cái hết thì cũng được, tại vì bên đây á thì chị cũng kinh tế chị cũng ổn, chứ là giờ mình ăn cũng đâu nhiều em, ăn ngày có hai cử, ăn nhiều còn bệnh thêm nữa. Chị kinh doanh nhà nghỉ á. Nhà nghỉ ha, Dạ tổng cộng mình được bao nhiêu phòng chị? chị 11 phòng lên, chị chỉ cần là anh nó có đạo đức là được rồi, anh nó có kinh tế gì hay gì thì cứ cho con hết đi, tại vì nếu mà về bên chị cũng được, là vì nói chung là về bên chị thì hơi cực tí, là vì phải dòm ngó phụ chị, tại vì nhà chị thì không có người đàn ông. Hôm nay chị đến chương trình của Cảnh, chị mong là chị tìm được một anh nào á mà không cần tài sản, nếu anh nó lỡ có tài sản thì cứ chừa lại cho con hết đi rồi về bên chị sống, tại vì chị cũng kinh tế chị cũng ổn. Hữu Cảnh mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh đã đến nhà của chị Dung để ghi hình tìm cho chị Dung một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để nghe chị Dung tâm sự ha. Dạ anh chào chị ha. Chị chào em. Rồi trước tiên là chị giới thiệu về bản thân ha. Dạ, chị xin chào cô chú, anh chị, em về cả em Dạ. trong nước và ngoài nước. Hôm nay Dung chúc cô chú, anh chị em được dồi dào sức khỏe, công việc tốt, an lành, hạnh phúc. Dạ, rồi. Chị giới thiệu về bản thân của chị, năm nay chị được bao nhiêu tuổi và hiện tại mình đang sinh sống ở đâu hả chị Dung? Chị tên là Tô Thị Lệ Dung, chị sanh chị là 56 tuổi, chị tuổi con gà, chị là sinh sống ở Dạ. Bình Chánh, đi vô đây. Dạ. Rồi, chị sinh năm 69 đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà Dạ. giấy chị thì nói chung là chị tuổi con gà, nhưng mà tờ giấy hồi xưa bà ngoại đi làm sai á thì làm giấy 68. Giấy Ok 68 ha. ok Tại vì thường thường mấy anh và mấy chú á, Lấy người theo giấy hả? ta không, người ta muốn tìm cái người vợ đó để coi về tuổi tác đó chị, Phong coi thủy. có hợp hay không thì người ta sẽ tính vào cái tuổi đẻ. Ok. Dạ. Chị tụi con gà đấy. Rồi vậy mình nói là tuổi gà đi ha. Năm 69. Ok. Rồi chị kể về tình trạng hôn nhân của mình đó chị. Chị có gia đình hai bé. Chị chia tay nay hai chục năm rồi em. Dạ, Tại chia tay vì 20 năm nay. đúng rồi, tại vì nói chung là làm gì hết nợ hay sao á, chứ hai người cũng không có gây gì. Mình hai bé gái Chị hai bé gái, một bé là có gia đình rồi em, Dạ. còn bé chưa có gia đình. Còn người kia bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé nhỏ hả? Dạ. Bé nhỏ này 26 rồi em. Dạ, tính ra vậy cũng ổn hết rồi, chị Đúng đâu rồi còn con mà vướng bận nữa đâu. đúng rồi, con chị lớn rồi, cũng chuẩn bị sang năm gả hay gì Dạ. rồi, lớn Chị rồi. hồi chia tay ông xã hơn 20 năm nay chị sống vậy một mình, chị có quen thêm một anh nào nữa không? Thì nói chung là chị cũng có bạn đi ăn uống gì thôi về thôi, tại vì con còn nhỏ, với lại chị còn lo làm, cái chị không có nghĩ tới chuyện lập gia đình em. Cái giờ thấy lớn tuổi rồi, mới đây chị có bệnh á, cái chị đi bệnh viện á, cái gái chị phải chăm chị, rồi cái nó còn gia đình còn con nữa, cái về nó phải đưa con đi học đó, cái chị thấy tội nghiệp quá, giống như mình làm gánh nặng cho con á, cái chị mới tìm một nửa còn lại. Giống như chỉ cần anh đó là tốt, tánh tình tốt thôi, chuẩn thôi, như là không cần anh đó là phải có tài sản gì đâu, nếu anh có nó có thì thôi, để là cho con cái hết thì cũng được, tại vì bên đây á thì chị cũng kinh tế chị cũng ổn, chứ là Dạ. giờ mình ăn cũng đâu nhiều em, ăn ngày có hai cử, ăn nhiều còn bệnh thêm nữa. Cho nên là không có quan trọng gì, là quan trọng là anh đó có đạo đức, anh đó có đạo đức là được rồi, tánh tình anh Dạ. đó phải có đạo đức á. Chị có thể kể cho em và cô chú biết ha. Hiện tại giờ chị đang kinh doanh về Chị kinh doanh nhà nghỉ. nhà nghỉ ha. Tổng cộng mình được bao nhiêu phòng chị? Chị 11 phòng lên, 11 mà phòng ha. chị có hai phòng đôi, chị chừa lại hai phòng ở, Dạ. mẹ phòng con phòng. Thì như gì đi, tại vì chị cũng kinh doanh nhà nghỉ, nãy Cảnh vừa tới nhà của chị thì ở dưới cũng hơi ồn ào đó cô chú anh chị. Hiện tại giờ chị Cảnh với chị đi cái phòng nè, phòng này để tiếp khách đúng không chị? Đúng rồi cái. Dạ rồi, chị kể cho em biết là tình trạng, chị kể về tình yêu hôn nhân của chị ha, quan điểm sống của chị đó. Thì nói chung thì chị cũng không có cần gì hơn đâu, chị chỉ cần là như anh nó có đạo đức là được rồi, giống như là còn anh nó có kinh tế gì hay gì thì cứ
cho con hết đi, tại vì nếu mà về bên chị cũng được, là vì nói chung là về bên chị thì hơi cực tí, là vì phải dòm ngó phụ chị, tại vì nhà chị thì không có người đàn ông, nhiều khi điện đùng nước đồ hư gì đó, hai mẹ con chị làm cuối làm, nhiều khi muốn bị điện giật mà. À, rồi về đây coi nhà nghỉ thôi, có gì đâu cực chị. Cực chứ, em cũng cực á. Như em hỏi chị nè, hiện tại giờ em được biết kinh tế của chị khá ổn định, không thiếu thốn gì hết. Đúng rồi. Rồi cái người mà đến với chị, người ta nghèo quá, người ta chỉ là bảo vệ hay thợ hồ rồi đó. Thì được hết á, không sao. Quan trọng là tính tình anh đó phải tốt nha. Tại chị nhìn á, chị thấy anh đó thiện cảm mới được. Đúng. Vậy thôi. Vậy quan thôi à. Trọng là cái ban đầu ha, ban đầu gặp nhau có cảm xúc là được hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Còn có mấy anh mấy chú á, nói tại sao mà cho số điện, sao mà nói chuyện có mấy câu thì chặn số người ta. Còn mấy anh mấy chú đó cũng không hiểu, đã người ta không thích mình rồi, người ta mới chặn số, chuyện đó bình thường rồi phải không? Dạ, thì cái mong đó mấy không anh... sao, ví dụ mà chị thì không có tính đó đâu. Cái gì chị nói, ví dụ chị nói à thôi, mình làm em đi hay là gì đó đó. Chứ chị không có tới mức độ mà gì gì đâu, nói chung chị hoạt động lắm. Dạ, chị cho em biết là chiều cao và cân nặng chị được nhiêu? Chị thì chiều cao hơi khiêm tốn một tí, chỉ có 1m53 thôi, nặng 53kg. Wow, hai số tròn do. Thì nhận ha. Nhìn chị biết chị tròn hay không rồi. Dạ. Nói chuyện nó giỡn tí xíu mà mong anh chị cô bác thì đừng có mình nói gì con. Chị có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm yếu chị là hay tin người, nhưng mà sắp tới đây chắc chị cũng phải hạn chế tin tí. À, cái đó là điểm yếu phải không cưng? Dạ đúng rồi. Chị tin người về tình trạng gì nè? Dịch tình trạng kinh tế ai than than á, cái gì như chị hay bị giúp chiếm mà giờ chị nghèo á. Chị tin thêm ngày nữa được không hả? Chị tin người thêm một ngày nữa giùm em được không? Tin thêm 1.000 người nữa ha, một ngày nay nữa thôi. À, ok được. Em nói thiệt chị, em khổ không? Em khổ hả? Em rất khổ chị hả? Dạ chị có cơm chị em ăn thôi. Không, em khổ, em than về kinh tế đó, thì em nghe chị mới bày tỏ đó. Không, giờ thì chị nghèo à. Thôi chị nói chị nghèo, em bảo đảm không ai tin đâu. Thì chị mới là chị mới vừa chia sẻ về kinh tế, chị không có thiếu thốn. Nếu thiếu thốn. Anh nào mà về với chị có tài sản cứ để cho con hết đi. Không quan tâm. Về đây với chị. Đúng rồi. Hồi xưa chị rất là khá mà nó trọng chí. Thì bây giờ em nghĩ mà cái nghèo của chị á thì bằng cái giàu của người ta đó. Nhưng mà so với chị là giờ chị đã nghèo lắm rồi em. Dạ. Hồi xưa chị ở Sài Gòn, chị rất là nhiều nhà. Là chị nghèo. Mình cho thuê tổng cộng 11 phòng, có khi nào mà hết phòng không chị? Hết chứ. Thấy chủ nhật hết. Dạ. Có khi không đủ phòng mình phải chỉ đi chỗ khác. Wow. Tại vì khu vực này có mình chị là hơi sạch sẽ một tí là về bên ngành nhà nghỉ. Dạ. Còn khách sạn thì sang hơn, thì giá hơi đắt hơn, người ta cũng hơi ngán ngán chút. Thì em hỏi chị một câu này nè. Chị chia tay ông xã hơn 20 năm nay rồi. Thì em nghĩ hồi đó dáng của chị, gương mặt của chị rất là sáng đẹp đó, dễ thương. Em nghĩ rất nhiều anh để chọc ghẹo chị. Ồ mà sao mà em nghĩ cái chị kén mà đúng không? Không có đâu, tại vì chưa tới duyên. Chưa tới duyên ha. Qua tới 20 năm mà chị không có thấy nó qua đi, cái tuổi xương mình nó phí bỏ uổng không chị? Tại vì lúc đó chị lo làm á, rồi chị không có nghĩ tới cái mới đây nè. Chị có bệnh, chị bị đi đám tiệc á, chị bị trúng thực. Thì chị làm, nó làm chị dữ lắm, chị sợ lắm. Cái con chị phải hút, chị đi bệnh viện cắt tóc lắm. Dạ. Rồi cái nó phải chăm chị nguyên đêm, cái ngày mai chị đưa con rồi đi học á. Cái chị thấy vậy mình làm phiền quá, con mình còn nhỏ mà cháu mình cũng còn nhỏ nữa. Rồi mình thấy vậy thôi, mình để mình tìm một người đi, nửa của mình đi, làm có gì nữa, có bệnh đau á, làm có gì anh với chị chăm qua chăm lại vậy á, hai người chăm nhau á, nó sẽ đỡ hơn, gánh nặng cho con mình. Thì từ lúc đó chị mới nghĩ tới em, chị lên chị dòm á, kênh em á, chị mới nghĩ tới em, chị mới điện cho. Dạ. Thì chị năm nay được 56 tuổi nè. À. Chị muốn cần tìm cái anh đó đến với mình đó. Anh đó độ tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu không? Thì nói chung lớn hơn chị đổ lên là được rồi. Nhỏ hơn chị được không?
Nhỏ thì nhỏ 1 tuổi thêm. một tuổi thôi Đúng ha, rồi. Đừng nhỏ quá. mình chị từ 70 xuống thôi, Ừ, cũng được. 70 ha, chắc thú không để ha. Được. Ủa mấy ông 70 Mà mà 70 nhìn nhiều khi còn khỏe lắm khỏe không? á. À, Khỏe. Mà khỏe khỏe chứ không được nha. ok Cứ bệnh rồi vô chị nữa chị chăm không hỏi đâu à. rồi, Chứ còn phải khỏe chút vậy đó. như vậy mấy mấy chú nào mà 71, 72 rồi đó dạ cũng thợ quan bên giùm cho cảnh Anh nói cũng ha. thấy tội nghiệp, nhiều khi ta còn khỏe rồi sao. Dạ rồi, à, nếu mà anh đó không có nhà cửa Được vậy bên chị dạ không chị, không không có tiền hưu tiền gì hết chị chắc khỏi là không khỏi hỏi cần ha. gì, nhưng mà về đây hơi cực chút à, thấy phải cái gì phụ chị à. Em thấy có gì đâu cực. Nói chung là nhiều khi mở cửa cho khách vô ban đêm cũng hơi cực đó, thì đó là Dạ chị làm đó. dạ Rồi giờ có anh nào về anh nó phải làm à, thấy chị à. có không, mà em nghĩ đó là chuyện Mở cửa xong quá bình vô ngủ thường. lại thôi, Dạ nó chơi chứ. Nhiều khi 12 giờ chỉ còn mở cửa, 12 rưỡi chỉ còn mở cửa, chứ còn 1 giờ là chị đóng rồi nghỉ luôn rồi, chứ như cho bây giờ bạn em đó hỏi chị một câu này nè, cái này em hỏi thật chị, em rồi. mong rằng chị nói thật giùm cho em ha. Ok. Nếu video này em đăng đi mà có một anh nào đó gọi đến cho chị thì chị đang tìm hiểu anh đó, thêm một anh nữa và thêm một anh nữa, thêm một hai anh nữa xin số chị nữa thì chị có nhận thêm không? Không không không, để chị tiếp anh này xong hả. Chừng nào mà học nữa thì thôi, không cần chọn ai nữa. Còn chừng nào mà không có đi tới gì chị mới hả nhận điện thoại tiếp. Dạ chị nói như chị thì nếu mà chị đang tìm hiểu một người nào đó thì chỉ duy nhất một Đúng người rồi, thôi đúng đúng không? đúng rồi em. Ok. Dạ thì em mong rằng cái câu nói của chị thì mấy anh xem cũng thông cảm giùm cho Cảnh, nếu mà chị đã chọn rồi thì Cảnh sẽ nói là chị đã có người chọn rồi. Ok Chứ rồi mình có rồi mình làm chồng chéo chi nữa cưng, mệt vậy. Chị lớn tuổi rồi, mình hồi đó mình có biết văn nghệ gì không chị? nói chung là chị dở về cái mặt đó, chị thích nghe em ca thôi chứ chị không biết ca. Không biết ca Nói chị chung là mặt chơi là chị không có, wow chị không dính môn gì hết, chị chỉ biết làm em thôi. nghi chứ chị giấu chị không muốn Không ca không, chị không biết ca cưng thiệt, mà chị rất thích ca, mà chị ca không được, mà chị rất thích như là vui chơi uống ly ly gì nữa mà chị cũng không muốn được. Chị dở chỗ đó lắm, chị dạ buồn. Nhiều khi chị nghĩ ủa sao mình biết hưởng thụ gì vậy cha, mà chị thích đi du lịch thì có dạ như rảnh rảnh hay gì, chị thích đi du lịch chung với gia đình con cái rồi đi chơi. Tại vì mình không có ai, nếu nữa được có một người nào đó thì anh nào đó dẫn chị đi thì chị sẵn sàng. giá tỷ anh ta không có chi phí rồi sao? Được, chị lo, mình thí dụ ít thì mình đi theo ít. Ok ha. Ừ, tháng chị làm nhiều tiền mà nó nói gì mấy chục triệu đi chơi Wow. được, bỏ ra tháng đi chơi vậy đó. À, hôm nay chị đến chương trình của Cảnh, chị mong là chị tìm được một anh nào á mà không cần tài sản. Nếu anh đó lỡ có tài sản thì cứ chừa lại cho con hết đi, rồi về bên chị sống. Tại vì chị cũng kinh tế chị cũng ổn, nói chung thì giàu thì cũng giàu nhưng mà cũng sống được. Thực ra thì thôi, anh nào có tài sản cứ để lại cho con đi, về với chị thôi là được rồi. Mà quan trọng là cái nhìn đầu tiên á, chị gặp á, chị nói chuyện á, chị phải có cảm nhận á mới được nha. Dạ thì như gì em nói thiệt, không phải em nịnh chị đâu, hồi em ghi hình tới giờ em mới có một người như chị nói những cái câu này, à, cái câu mà anh nào có tài sản để hết cho con đi. Không, tại vì À chị không cần thiết đâu cứ. dạ Ừ, tại vì mình mần được mà, như dạ là chị cũng có, mình sống được là được rồi, không quan trọng gì của mình là được rồi em. Của mấy anh làm cực khổ hồi xưa của gia đình mà, cứ để lại cho con đi, dạ về bên chị sống cũng được, đúng không? Sao đâu mà về bên chị thì nó hơi cực chút xíu vậy đó, buồn chị chút vậy thôi. Rồi ok quá tốt rồi, em Con chị sẽ dễ chịu lắm em, không có sao chị à, đâu, con còn chị động quên tình đó, hết mà. em chưa hỏi chị hồi mà chị đến với chương trình là con chị vẫn ủng hộ chị. Ok, con chị còn cúp mắt rồi lấy áo cho chị mặc nữa, Wow xong đồ cho chị cái mặc điều á, này quá quý luôn á, con chị thôi xong đồ cho chị mặc vậy nữa. em sẽ xin tóm tắt video hết chị. Cho chị cảm ơn, chị chào chương trình của em. Dạ Phan để em tóm tắt lại câu À, chuyện á, à, chị Dung nè, chị tên Dung, năm nay chị được 56 56 tuổi tuổi. vậy, Dạ chị sinh 1969. 69 năm Dạ 6 chia tay em xã hơn 20 năm nay nhưng chưa có tìm được người nào thích hợp. Hôm nay tình cờ xem video của Hữu Cảnh, thấy số điện thoại gọi cho Hữu Cảnh để đến tận nhà của chị để tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì video này nãy giờ chị đã có bày tỏ, nếu anh nào mà đến với chị
không cần anh đó phải có tài sản kinh tế vật chất gì hết, quan trọng anh đó đến chị bằng cái tình người có đạo đức và biết cách cư xử trong cuộc sống là được rồi đó. Rồi chị nãy giờ chị nói có đúng là sự thật không, nói chị Dung? Chị đúng, chị nói đúng sự thật, là chị nói là chị cam đoan là đúng sự thật với lòng chị. Rồi em cảm ơn chị có cho phép em sử dụng hình ảnh của chị để đăng mạng xã hội không? Được. Chị biết là video này em đăng đi không, giờ em gỡ xuống được Rồi, không hết ok, vậy? chị đồng ý. Ngũ cảnh cũng xin chúc cho cô chú và anh chị trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, và em cũng xin chúc cho chị sớm tìm được ý chung nhân của mình hết chị. À, chị cảm ơn em Rồi ngũ cảnh. Chị cũng mong là kênh em ngày càng phát triển hơn, và chị chúc cho cô dì chú bác trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và an lành hạnh phúc. rồi em cảm ơn chị, rồi chị em tạm biệt nhau Dạ, nhé. chị chào em, chị cảm ơn.